Xin chào các bạn, trong những ngày hè nóng bức, chúng ta thường thích uống các đồ có nhiệt độ mát hoặc lạnh hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nào đó, mọi người không có sẵn tủ lạnh và cũng không có nước đá. Chúng ta có thể áp dụng một phương pháp làm lạnh cổ xưa mà không cần dùng đến hai thứ trên. Tôi sử dụng một cái chậu bằng đất nung với bề ngang khoảng 40cm và một chiếc lu nhỏ sao cho chúng có thể đặt lòng vào nhau và tạo một khoảng trống vòng quanh như bạn thấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng băng keo dán kín vào phần lỗ bên dưới đáy chậu để nước không chảy được ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ đi lấy cát nhuyễn, cho một lớp vào đáy chậu lớn, ép xuống cho cát được chắc hơn, sau đó đặt lu nhỏ lên, đồng thời điều chỉnh sao cho phần trên của cả hai ngang bằng với nhau. Lúc này chúng ta sẽ đổ cát lấp đầy vào xung quanh khoảng trống giữa hai chậu, rồi cũng làm dẻ cát xuống như lúc ban đầu. Khi đã làm xong, ta sẽ đổ nước vào phần cát cho đến khi chúng được đầy tới mặt trên và tràn ra bên ngoài. Lúc này bạn có thể cho các đồ uống cần làm lạnh vào bên trong, sau đó dùng một chiếc khăn dày thấm nước và đậy chùm nó ở mặt phía trên. Sau thời gian chừng vài giờ, nhiệt độ bên trong chậu lúc này là khoảng 23 độ C, thấp hơn bên ngoài khá nhiều. Do nước trong lớp cát bay hơi đã làm giảm nhiệt độ của phần cát bên dưới, từ đó làm bên trong được mát hơn. Bằng cách này, bạn đã có những lon nước mát lạnh để thưởng thức. Mặc dù chúng không lạnh bằng các chai nước được đặt trong tủ lạnh hay bên trong thùng nước đá, nhưng với cách làm như thế có thể giảm được nhiệt độ khá nhiều so với bên ngoài. Và người xưa đã tận dụng phương pháp làm lạnh này để giúp thực phẩm của họ được bảo quản lâu hơn. Bạn đang có việc cần nối hai ống nhựa với nhau để chúng được dài hơn. Tuy nhiên, hai ống có kích thước bằng nhau và ta không thể lồng một đầu ống vào trong một ống khác được. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ dùng dao cắt ra một đoạn có chiều dài khoảng 4cm và để sang một bên. Tiếp theo, tôi lấy thanh cây tròn, vót nhỏ lại ở một đầu sao cho nó lọt vào trong ống. Bây giờ ta sẽ dùng nước sôi chế lên phần đầu ống giáp thanh cây. Khi nóng, nhựa sẽ mềm và dễ định hình hơn. Lúc này bạn lấy nó ra và đẩy đầu ống sâu hơn vào thanh cây, sau đó để nguội một lúc rồi rút ống trở ra. Bạn thấy đầu ống đã được làm lớn hơn thân ống một chút. Tôi sẽ làm tương tự với đầu ống dây thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ống ngắn lúc nãy nối nó với một đầu ống đã làm giãn, cho phần còn lại vào ống thứ hai, rồi dán băng keo xung quanh phần giáp mí. Thế là xong, chúng ta đã nối được hai ống với nhau một cách rất chắc chắn và có được dây ống nhựa dài cho bạn làm công việc của mình. Khi đang đo nước, tôi thấy một bó dây dài đang được vắt trên cây và muốn quấn lại cho gọn. Tuy nhiên, nếu chúng ta quấn dây thành cuộn, những lúc cần tháo ra sử dụng, chúng thường bị gói và phải tốn khá nhiều thời gian cho việc gỡ gói dây. Để trường hợp này không xảy ra trong lần sau, tôi sử dụng một miếng ván cắt ra một đoạn có hình chữ nhật, sau đó làm dấu chữ V ở cả hai đầu, rồi cắt theo đường đã vẽ, đồng thời làm nhẵn các vết cắt và đẽo bo tròn các góc đi. Bạn thấy, chúng ta đã làm được một khung có hai gảnh lớn như thế. Bây giờ ta có thể quấn đóng dây vào tấm ván. Với hình miếng ván sẽ giữ cho các vòng dây không bị gói lúc tháo ra. Khi cần sử dụng, bạn có thể lấy ra một cách dễ dàng mà không lo chúng bị gói nữa. Có lúc bạn cần treo một vật lên tường và mặt trong của chúng lại có hai lỗ cách nhau một khoảng. Thông thường chúng ta sẽ dùng thước đo khoảng cách giữa hai lỗ rồi làm dấu lên tường, sau đó mới khoan lỗ để treo lên. Tuy nhiên có một cách khác tiện lợi hơn. Bạn sử dụng một tờ giấy đặt ngang qua hai lỗ, sau đó đánh dấu vào mép giấy ngang vị trí chính giữa của chúng. Lúc này ta sẽ ép giấy lên tường, làm dấu ngay vị trí vừa xác định được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khoan lỗ, đóng tắc kê nhựa vào, rồi vặn đinh ốc là có thể treo nút bạc này lên. Ở miền quê chắc bạn sẽ biết những cây môn thường mọc ở phía mé mương hay trong những vùng nước cạn. Chúng được dùng để nấu canh chua hoặc làm các món ăn khác. Tuy nhiên môn có hai loại, một loại ăn được và loại kia gây ngứa. Nếu chọn không đúng, vô tình bạn sẽ bị chúng làm ngứa khi chế biến hoặc khi ăn. Mặc dù hai loại môn này khi nhìn rất giống nhau, nhưng chúng ta có thể phân biệt được một cách dễ dàng. Bạn để ý trên lá môn ngay giữa phần cuống của nó, môn ăn được phần này sẽ có màu hơi đỏ, riêng môn ngứa thì phần cuống có màu trắng. Và khi để lá của hai loại môn này kế nhau, ta sẽ thấy chúng khác nhau rất rõ ở ngay đốm chính giữa. Với cách nhìn như thế, bạn có thể phân biệt được hai loại cây rất giống nhau này. Đây là những cọng hủ tiếu còn sống, trông chúng hơi trong suốt, rất giòn và thường được dùng với nước sôi để ăn. Nhưng bạn có biết rằng chúng có thể chiên được. Tôi dùng một cái chảo bắt lên bếp, cho nhiều dầu ăn vào và đun cho đến khi dầu nóng lên. Bây giờ chúng ta sẽ cho những cọng hủ tiếu vào chảo để chiên. Bạn thấy hủ tiếu bị chín ngay lập tức, biến thành màu trắng đục và hơi xốp hơn rất nhiều, trông khá hấp dẫn. Khi ăn có vị gần giống như bánh gạo. Không chỉ với hủ tiếu, bạn có thể làm tương tự như thế với khoai tây. Tôi cắt khoai tây ra thành từng miếng mỏng, sau đó cắt ngang những miếng này để có được nhiều sợi nhỏ như bạn thấy. Lúc dầu đang nóng, ta sẽ cho khoai tây vào chảo. Do được cắt ở dạng sợi nhỏ nên chúng chín rất nhanh. Khi khoai tây chuyển sang màu vàng đậm, ta sẽ lấy tất cả chúng ra, cho vào dĩa, thêm một ít phô mai lên để ăn cũng rất thú vị.